Huyền thoại đầu tư Jesse Livermore có một câu rất là hay. Có những lúc chúng ta nên long, có những lúc chúng ta nên short, và có những lúc chúng ta hãy đi câu cá. Câu nói này nó ám chỉ cho việc đầu tư trên thị trường hãy tuân thủ theo cái xu hướng. Đừng chống lại xu hướng, vì xu hướng là bạn. Và đa phần nhà đầu tư chúng ta khi tham gia trên thị trường đều mong muốn sẽ kiếm tiền trong một cái thị trường giá lên. Nhưng mà ít nhà đầu tư có thể hiện thực hóa được cái việc đó khi mà những cái biến động ngắn hạn trong thị trường nó làm cho anh chị quên mất cái mục tiêu của mình. Như anh chị thấy ngày hôm nay thị trường nó tăng giá rất là mạnh ở phiên sáng, thì vào phiên chiều đã có cái sự hạ nhiệt. Và cái việc mà thị trường nó tăng giá như vậy nó không đến từ những cái cổ phiếu nó thật sự nó tăng giá vào sóng. Em lấy ví dụ hôm nay có những cái cổ phiếu dòng ngân hàng VCB, BID, VPBank tăng giá rất mạnh, hoặc là Vinamilk, gas, hoặc là những cái cổ phiếu khác, đúng không ạ? Những cái cổ phiếu mà nó tăng giá ngày hôm nay chủ yếu đến từ những cái cổ phiếu trụ. Và mặt khác, những cái cổ phiếu mid cap nó lại bị giảm rất mạnh. Đặc biệt là nhóm ngành thép ngày hôm nay khi mà ra cái tin chống bán phá giá, đúng không ạ? Thì nó ảnh hưởng rất nhiều về cái mặt tâm lý của nhà đầu tư. Nếu như mà xét về cái vận động của cổ phiếu thì giai đoạn hiện tại đa số các cổ phiếu nó đang trong một cái xu hướng giảm cùng với thị trường. Vậy thì ngày hôm nay anh chị nào hiện tại mình còn đang cầm cổ phiếu, hãy xem kỹ cái video này, hoặc là anh chị hãy để lại bên dưới giúp em số 1 đi anh chị. Rồi, số 1 anh chị nha, để em biết được là có bao nhiêu anh chị mình còn đang cầm hàng để mà chuẩn bị cho một cái chiến lược sắp tới. Đó, những anh chị nào mà mình còn cầm hàng nè, mình không biết phải xử lý như thế nào, liệu thị trường nó còn có giảm hay không, thì xin mời anh chị theo dõi video này. Còn những anh chị nào mà mình đang cầm tiền đi thì cũng hãy xem cái video này để mà chúng ta chuẩn bị cho một cái nhịp sóng mới. Giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn cần thiết để mà anh chị chuẩn bị. Chứ thị trường nó lên giá rồi thì em nói thật với anh chị sẽ không có thời gian để mà anh chị chuẩn bị những cái kiến thức này đâu. Nên là anh chị xem video này, nếu như mà thấy hay, nhấn giúp em một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh cho video, và cũng như là ủng hộ em bằng những cái bình luận, tương tác, ủng hộ kênh YouTube của em anh chị nha. Rồi ngày hôm nay anh chị thấy thị trường đầu phiên nó có một cái biên độ tăng rất là mạnh. Nó đi kèm với cái khối lượng có cái sự cải thiện, đúng không anh chị? Phiên sáng thanh khoản có cái sự cải thiện hơn rất là nhiều. Tuy vậy em không đánh giá cao cái phiên này, bởi vì sao ạ? Vì đa phần những cái cổ phiếu ngày hôm nay nó tăng giá đều đến từ những cái cổ phiếu lớn, hoặc là những cái cổ phiếu nó ra báo cáo tài chính tốt, như là Novaland. Đó, Novaland hôm nay nó ra báo cáo đâu đó lại tới mấy ngàn tỷ lần anh chị. Nhưng mà em không đánh giá cao những cái cổ phiếu này, bởi vì bản chất những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu nó làm thị trường giảm điểm trong cái giai đoạn vừa qua. Nó không giúp thị trường tăng giá mà nó liên tục điều tiết chỉ số giảm. Cho nên là khi mà nó tăng lên, em có chia sẻ với anh chị là không nên đánh những cái cổ phiếu này. Kể cả cổ phiếu VIX cũng vậy. Hôm qua em có chia sẻ với anh chị chú ý các mã cổ phiếu chứng khoán, trong đó có cổ phiếu VIX là cái cổ phiếu mà anh chị cần phải theo dõi thật kỹ. Vì sau khi phát hành này thì nó có khả năng nó sẽ tiếp tục nó giảm. Đấy, có khả năng nó sẽ tiếp tục nó giảm, bởi vì cái xu hướng hiện tại của nó đang rất là yếu. Và nếu như mà nó phát hành trong một cái thị trường xu hướng yếu như vậy thì cái xu hướng của nó sẽ quyết định cho cái giá tăng hay nó giảm. Rồi, đi sâu hơn về cái vận động thị trường ngày hôm nay đi anh chị. Thì chúng ta thấy thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái nhịp điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Và cái nhịp điều chỉnh giảm này nó đến từ những cái cổ phiếu trên thị trường. Những cái cổ phiếu thuộc nhóm mid cap nó giảm rất mạnh. Em lấy ví dụ dòng chứng khoán, có những cái cổ phiếu như là SSI nó đang trong một cái kênh giá giảm, đúng không ạ? Đây em có kẻ ra cho anh chị thấy. Hoặc là những cái cổ phiếu như VCI này. Đó, rất nhiều cổ phiếu đang tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó, BVS. Rồi, dòng bất động sản BD, DIG, BDR, rất nhiều cổ phiếu. Ngày hôm nay lại có thêm một dòng là dòng thép. Nó đã xác nhận cho một cái phiên giảm điểm. Ví dụ Hoa Sen ngày hôm nay với một cái tin tức điều tra chống bán phá giá thôi, mới vừa ra cái chỉ thị thôi anh chị, chứ chưa bước vào cái trạng thái hành động, Và cái tâm lý nhà đầu tư nó rất là hoảng loạn, cho thấy được tại những cái vùng này. Tâm lý cũng như là cái hành động của nhà đầu tư đấy, đang thiên hướng cho một cái xu hướng giảm. Nên là những anh chị nào mà mình cầm hàng đều bán hết. Ngày hôm nay hoa sen vận động rất là tốt anh chị, nhưng đùng một phát nó lăn đùng ra sàn, đúng không ạ? Hoặc là Nam Kim cũng vậy anh chị. Đó, thì những cái cổ phiếu này nó đang cho thấy một cái dấu hiệu là thị trường đang có cái dấu hiệu tiếp tục một cái xu hướng giảm. Đó, em dùng những cái cổ phiếu để mà em suy ra thị trường, vì em thấy được chỉ số thị trường nó sẽ cấu thành bởi các nhóm ngành. Mà anh chị đi qua xem các nhóm ngành trên thị trường hiện tại, có nhóm ngành nào nó đang trong cái quá trình đẩy giá hay không, đúng không ạ? Nếu như mà có nhóm ngành nào nó vào pha đẩy giá thì thị trường này nó sẽ có một cái nhịp tăng. Còn hiện tại thì sao anh chị? Hiện tại thì không có. Và cái nhịp tăng này nó đơn thuần là một cái nhịp hồi. Và em có chia sẻ với anh chị từ tuần trước cho đến tuần này là khi thị trường có những cái nhịp hồi như này thì nếu như mà nó về nó test đáy với cái khối lượng bán lớn thì nó sẽ có một cái phiên gọi là xác nhận tiếp tục đà rồi. Và hôm nay cổ phiếu dòng thép nó đang cho thấy cái dấu hiệu đầu tiên anh chị. Trước đó là có những cái cổ phiếu dòng bất động sản như DIG, khi mà nó xác nhận nó gãy cái phiên này thì thôi rồi, đúng không ạ? Hoặc là VIX này, dòng chứng khoán nó xác nhận nó gãy ở ngay cái phiên này. SSI nữa nè anh chị. Đấy, anh chị thấy không ạ? Những cái phiên này là những cái phiên mà cổ phiếu nó xác nhận nó giảm và nó kéo theo thị trường giảm điểm rất là mạnh. Đó, cho nên là khi mà em nhìn thấy được các nhóm ngành, các cổ phiếu trên thị trường có cái dấu hiệu suy yếu thì em biết được là thị trường này nó chưa thể nào nó vào sóng được. Và những cái nhịp phục hồi này chúng ta kỳ vọng điều gì anh chị? Những cái cổ phiếu kênh trên nó sẽ vào sóng. Nhưng mà anh chị thấy những cái cổ phiếu như TNG, đây là những cái cổ phiếu kênh trên và đáng lý ra nó phải vào sóng, đúng không anh chị? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó không vào sóng anh chị. Nó không kéo. Thị trường ngày hôm nay có lúc nó tăng đâu đó hơn 10 điểm. Đúng không ạ? Nó tăng đâu đó gần 10 điểm. Tăng gần 10 điểm. Nhưng mà cổ phiếu TNG nó lại không tăng. Thị trường tăng giá có phải là điều kiện thuận lợi để cho tổ chức họ đẩy giá cổ phiếu họ lên không ạ? Và đây là cái phiên gì anh chị? Phiên mồi tiền của cổ phiếu. Nhưng mà cổ phiếu nó lại không tăng. Thì đây chính là cái rủi ro. Hoặc là BLX cũng vậy. BLX tại những cái phiên này là phiên mồi tiền. Đúng không? Đây này. Mà tại sao phiên hôm nay nó lại không tăng mà nó lại cắm đầu nó giảm? Đấy. Cho nên là khi mà những cái cổ phiếu kênh trên mà nó không đánh nữa, những cái cổ phiếu kênh dưới nó tiếp tục nó giảm thì thị trường này nó vẫn giữ cái trạng thái rủi ro. Và cái điều này em có chia sẻ với anh chị rất nhiều lần về cái dấu hiệu để mà nhận biết thị trường điều chỉnh. Ngoài ra thì em nhìn thấy được những cái cổ phiếu như là VOD này anh chị. VOD nó đang có cái dấu hiệu sẽ tiếp tục nó giảm. Tại đây là những cái trạng thái thiếu cầu, đúng không ạ? Cổ phiếu nó rơi rất là mạnh anh chị. Và khi thị trường phục hồi, nó phục hồi rất là yếu. Hoặc là những cái cổ phiếu như bao. Đó, những cái cổ phiếu bao nó rơi rất là mạnh. Tại đây nè, nó hồi lên được nhiêu đây. Và nếu như ngày mai nó tiếp tục nó xác nhận một cái phiên giảm thì khả năng cổ phiếu nó sẽ rơi về tới những cái vùng nền tảng giá lớn này anh chị nha. Và anh chị nào chú ý, anh chị chú ý, nếu như mà mình đang nắm giữ những cái cổ phiếu này, mình có kỳ vọng mình đánh T cộng thì sao ạ? Mình mua hàng về mình bán ngay lập tức giúp em. Hàng về bán ngay lập tức. Bởi vì sao? Vì khi mà mình mua hàng T cộng, mình kỳ vọng điều gì anh chị? Kỳ vọng nó có lãi. Nhưng mà nếu như không có lãi thì sao? Không lẽ anh chị cầm trung hạn, cầm dài hạn luôn anh chị? Rất nhiều anh chị nói với em là đánh T cộng, đánh lướt thôi. Nhưng mà có anh chị lại đánh cổ phiếu DIG nè anh chị. Mua tại những cái vùng này, đúng không ạ? Đây, quanh đâu đó tầm khoảng 28. Có anh chị mua 29 cũng có. Đấy, kỳ vọng nó sẽ lên được giá 30 mấy để chốt lời. Nhưng mà nó không chốt. Nó không cho mình chốt lời. Nó đạp xuống một cái 4%. Tức là lỗ rồi. Mà mình không xử lý thì sao? Thì nó sẽ bắt mình cầm cái cổ phiếu này rất là lâu. Đó. Cho nên là khi mà mình mua sai kỳ vọng thì mình bắt buộc mình phải xử lý càng sớm càng tốt. Giống như Novaland cũng vậy anh chị. Novaland này. Đó, trước khi mà nó có hai cái phiên tăng mạnh như này thì anh chị thấy là nó có một nhịp giảm rất là sâu. Đó, thì khi mà anh chị thấy được một cái vấn đề là mình mua T cộng, mình kỳ vọng điều gì? Hàng về có lãi, bán liền luôn. Hoặc nếu như hàng về lỗ thì sao? Mình phải xử lý. Nhưng mà hàng về lỗ anh chị không bán, và anh chị kẹp hàng từ đây đến đó mãi mà nó không lãi, thậm chí nó còn lỗ nặng hơn nữa anh chị. Đó. Và khi mà anh chị mua như vậy á, thì cái chi phí cơ hội và cũng như là cái rủi ro mà anh chị gánh phải á, nó sẽ nhiều hơn. Cái chi phí cơ hội nó sẽ không nhiều ở những cái cổ phiếu mà nó tăng giá được. Ví dụ như là đoạn vừa rồi, đoạn này anh chị nha, thì có những cái cổ phiếu dòng công nghệ nó đánh, đúng không ạ? FPT, CMG, hoặc là cổ phiếu VGI, rất nhiều VTB. Đó, những cái cổ phiếu công nghệ nó đánh, mà anh chị lại cầm những cái cổ phiếu này thì làm sao mà mình kiếm tiền được. Đấy, vậy nên là khi mà anh chị muốn có cơ hội, khi mà anh chị muốn đầu tư thành công trong giai đoạn sắp tới, tức là anh chị muốn đánh sóng cùng em, thì đoạn này quan trọng nhất là anh chị phải giữ được tiền. Thứ nhất, anh chị phải nâng cấp bản thân mình bằng cách gì ạ? Tích lũy kiến thức, tích lũy những cái sai lầm của mình ở sóng trước. Ví dụ như sóng trước anh chị đánh Novaland, anh chị thoát được đúng không ạ? Nhưng mà nhìn lại một cái quá trình thị trường tăng giá mà Novaland nó tăng không nhiều, chứng tỏ đây là cái sai lầm của mình khi mà mình lựa chọn sai cổ phiếu. Sai cổ phiếu vì sao ạ? Vì thị trường nó giảm, nó về tới vùng đỉnh, mà Novaland nó giảm, nó hồi rất là yếu. Thì đây chính là cái rủi ro. Và khi mà anh chị thấy được cái sai lầm của mình, thì anh chị thấy được và anh chị hiểu được cái sai lầm của mình, thì anh chị sẽ khắc phục nó ở sóng sau. Đấy, thay vì anh chị chọn những cái cổ phiếu FPT, anh chị nói nó giá cao rồi, nhưng mà những cái cổ phiếu này khi mà nó vào sóng, nó lại tiếp tục nó tăng giá và nó tăng mạnh hơn. Còn những cái cổ phiếu giá rẻ thì nó ngày càng nó rẻ, và vẫn chưa biết được khi nào nó tạo đáy. Hiện tại chưa biết được khi nào nó tạo đáy đâu anh chị. Nhiều anh chị nói Novaland tại đây tạo đáy rồi, nhưng mà cũng có những anh chị nói Novaland ví dụ này, ở đây đúng không ạ? Vùng giá 15, vùng giá 13 chứ anh chị, vùng giá 13 là tạo đáy rồi. Nhưng mà sau đó nó còn về tới giá 10 mà anh chị, đúng không ạ? Và mình không biết được khi nào cổ phiếu nó là đáy đâu. Kể cả những nhà đầu tư tổ chức, những tay to anh chị mà em quen biết ha. Đó, còn không biết được khi nào là đáy. Họ còn phải vay tiền của các công ty để mà gì? Đỡ giá cho cổ phiếu nó không rơi sâu anh chị. Vì khi mà họ đang nắm giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu lớn thì họ phải bảo vệ tài sản của họ đúng không ạ? Đấy, bằng cách gì anh chị? Dùng đòn bẩy. Và khi mà dùng đòn bẩy nhiều như vậy, đó, tới khi mà không còn sức để họ đỡ nữa thì sao? Thì cổ phiếu nó sẽ rơi tự do. Giống như những cái đợt như là DIG này. Anh chị nào mà trải qua cái đợt sóng 2022 á, đợt downtrend khủng khiếp á, những cái đợt này anh chị thấy nó giảm rất là kinh đúng không ạ? Đó, nhưng mà sao? Nhưng mà nó cũng hồi lại. Hồi rồi sao nữa anh chị? Lại tiếp tục giảm. Và cái nhịp này nó giết rất là nhiều người, kể cả những nhà đầu tư tổ chức. Họ đánh, họ mua và họ dùng đòn bẩy, họ đỡ giá. Và càng đỡ càng chết anh chị. Đó, cho nên là những cái cổ phiếu mà nó đang trong một cái quá trình rơi mạnh á, thì em không khuyến khích anh chị tham gia. Nó chính là cái lý do như vậy. Mình đánh những cái cổ phiếu mà nó có khả năng nó vào sóng, nó ở trên cao, nó đủ sức để mà dẫn dắt thị trường quay trở lại cái nhịp tăng. Vì quan điểm của em là những cái cổ phiếu kênh trên nó còn không tăng giá được, thì những cái cổ phiếu kênh dưới này nằm mơ nó mới tăng. Nằm mơ anh chị, thẳng thắn là như vậy. Rất khó để có thể tăng giá được. Đó. Thì quay trở lại ngày hôm nay, chúng ta thấy có những cái cổ phiếu trụ đi, như là Vietcombank này. Đó, anh chị thấy không? Tăng giá rất là mạnh. Nhưng mà nó có vào sóng được không anh chị? Quan điểm của em, những cái cổ phiếu trụ nó chỉ dùng để điều tiết chỉ số. Nó không có ảnh hưởng đến quá nhiều về cái mặt cung cầu của thị trường. Cung cầu ở đây là nó giúp cho thị trường nó tăng giá. Ví dụ như Vietcombank này, hôm trước này, thị trường anh chị thấy nó tăng đến một cái biên độ rồi, nó dùng Vietcombank nó giữ chỉ số lại. Hoặc là cái phiên này cũng vậy. Anh chị thấy là đầu phiên nó kéo, cuối phiên nó đạm. Thì đây chính là cái yếu tố giữ chỉ số. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu khác như BID cũng kéo. Hoặc là cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu Vinamilk. Hôm nay nhiều anh chị hỏi em Vinamilk mua được hay không? Nó có vào sóng hay không? Đấy, anh chị nhìn lại xem. Khi mà anh chị thấy thị trường tăng á, anh chị thấy cổ phiếu nào tăng á, anh chị cũng hỏi mua được hay không em. Đó chính là cái sự FOMO của nhà đầu tư cá nhân. Đó, và như em có chia sẻ với anh chị là nhà đầu tư thường sẽ không hiện thực hóa được cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là gì anh chị? Là kiếm tiền trong một cái xu hướng thị trường tăng. Nhưng mà thị trường nó đang trong một cái xu hướng điều chỉnh. Những nhịp hồi này là những nhịp hồi để anh chị có thể tận dụng cơ cấu bớt cổ phiếu ra. Em có chia sẻ với anh chị trong cái nhóm cộng đồng của mình. À quên nữa, anh chị nào mà mình chưa vào nhóm, tranh thủ vào nhóm đi. Vì sắp tới em sẽ chia sẻ với anh chị rất là nhiều về những cái kiến thức cũng như là chuẩn bị cho anh chị về những cái kinh nghiệm của em trong cái sóng trước. Chia sẻ cho anh chị ngay trong cái nhóm này để mà mình chuẩn bị cho một cái sóng tới. Rồi, quan điểm của em những cái lúc thị trường giảm như này là những cái lúc mà em chia sẻ nhiều nhất. Khi mà em chia sẻ như vậy thì anh chị sẽ có kinh nghiệm và anh chị nhìn lại những cái quá trình đầu tư của mình. Đấy, mình đầu tư thành công hay không là do bản thân mình. Đâu mà không phải là do những người môi giới đâu anh chị. Anh chị nào mà mình quan điểm là mình lên thị trường này mình chỉ cần 3 mã chữ cái thôi là mình đủ sống rồi, thì kiểu gì đến khi thị trường giảm anh chị cũng sẽ chết, và chết rất là nặng. Anh chị có đồng quan điểm với em hay không? Khi mà thị trường nó rơi vào một cái nhịp giảm, anh chị sẽ không biết xử lý như thế nào, và càng giảm anh chị càng mua, thì khi đó anh chị sẽ chết và anh chị mất rất nhiều tiền ở các cổ phiếu nó càng giảm càng mua như vậy. Đó, cho nên là em sẽ chuẩn bị cho anh chị những cái kiến thức sớm nhất ngay trong cái nhóm cộng đồng của mình. Anh chị nào mà mình chưa vào nhóm, quét cái mã QR phía bên góc trái màn hình để mà đồng hành cùng em trong giai đoạn sắp tới. Hoặc là kéo xuống bên dưới, phần bình luận em có để một cái đường link để mà anh chị đồng hành cùng em ha. Đấy, Vinamilk hôm nay không phải là cái phiên mua. Và quan điểm của em những cái cổ phiếu này nếu như mà nó có tăng á, nó cũng không thể tăng mạnh được. Vì bản chất nó là những cái cổ phiếu điều tiết chỉ số. Nó điều tiết chỉ số để làm gì anh chị? Để anh chị thấy thị trường hôm nay nó tăng rất là mạnh, đô mà. Nhưng mà có cổ phiếu nào tăng hay không? Đô mà. Đa số đều là cổ phiếu giảm, hoặc thậm chí là có cổ phiếu nằm sàn nữa anh chị. Đó, cho nên là khi mà mình thấy được những cái cổ phiếu này nó thuộc nhóm điều tiết chỉ số rồi thì mình hạn chế mình đánh, giống như Vietcombank này. Sóng của nó không mạnh, đúng không ạ? Chủ yếu là điều tiết chỉ số tăng giảm. Anh chị thấy phiên này nó tăng mạnh thôi đúng không ạ? Nhưng mà xét về một cái tổng thể đi, rất nhiều cổ phiếu nó còn tăng mạnh hơn. À, vậy thì mình hãy tham gia những cái cổ phiếu khác. Đó, giữa một cái miếng bánh mà ai cũng có thể ăn so với một cái miếng bánh mà chỉ một mình anh chị ăn thôi, thì anh chị chọn cái nào? Tức là khi mà anh chị thấy được nhiều người quan tâm cái cổ phiếu đó quá thì nó không thuộc về mình. Đó, mình lựa chọn những cái phân khúc mà mình có thể đánh được để mà mình chơi thôi. Thị trường này nó bao la, nó rộng lớn lắm anh chị. Có nhiều phân khúc để anh chị lựa chọn. Quan trọng cái phân khúc nào nó giúp cho anh chị kiếm được tiền thì anh chị đánh nó. Vậy, quan điểm của em thì em không đánh những cái cổ phiếu không đánh những cái cổ phiếu mà nó thuộc điều tiết như này. Nó không phải gu em. Đấy, em kiếm tiền ở những cái cổ phiếu có sóng, và thường là sóng mid cap anh chị nha. Rồi, những cái cổ phiếu thiếu cầu, những cái cổ phiếu trụ và những cái cổ phiếu kênh trên em vừa chia sẻ với anh chị hết cả rồi. Nó là cái sự mâu thuẫn tại cái thời điểm này. Mâu thuẫn ở đây là những cổ phiếu cần kéo thì nó lại không kéo, những cái cổ phiếu không cần kéo thì nó lại kéo. Và đặc biệt là đối với những anh chị nào mà mình đang cầm hàng này thì anh chị lưu ý giúp em. Nếu như mà ngày mai thị trường nó có giảm đi thì anh chị hãy tận dụng những cái lúc mà thị trường nó hồi đi. Sẽ có những lúc nhà đầu tư tham gia bắt đáy, sẽ có những lúc thị trường sau một cái nhịp giảm nó cân bằng trở lại. Đó là lúc để mà anh chị cơ cấu cổ phiếu mình ra. Nhất là những anh chị nào vị thế mình không tốt, mình phải cơ cấu để mà mình chuẩn bị cho sóng mới. Đoạn này em không khuyến khích anh chị đánh lớn. Quan điểm của em vẫn là mình tham gia, mình đánh từ 10 đến 20% cái tài sản của mình. Đấy, mình cảm nhận thị trường anh chị. Bản thân em thấy được là thị trường đoạn này nó không dễ ăn. Nên là em khuyến khích anh chị giữ tiền nhiều hơn là so với cái việc mình cầm cổ phiếu. Cơ hội nó sẽ dành cho những anh chị nào mà mình đang cầm tiền. Cầm tiền ở đây không phải là thị trường giảm là anh chị mua liền được, mà hãy chờ những cái dấu hiệu cân bằng mà em vừa chia sẻ với anh chị. Đó là về cái cổ phiếu rơi sâu này, nó phải cân bằng lại. Thứ hai là có cổ phiếu vào sóng nó đánh lên, và đó sẽ là cơ hội để anh chị giải ngân vào những cái cổ phiếu vào sóng. Đó, cơ hội dành cho nhà đầu tư kiếm tiền. Và cái bẫy lớn dành cho những nhà đầu tư nào mà không nhìn thấy được cái xu hướng lớn của thị trường. Đó là cái bẫy rất là lớn anh chị nha. Đừng thấy thị trường giảm mà mình cứ mua. Đó. Rồi, thì tổng kết lại cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị. Những anh chị nào mà mình đang còn gặp khó khăn trong cái việc xử lý danh mục thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua cái số Zalo em có để trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ anh chị sớm nhất và cũng như là đưa ra những cái chiến lược tư vấn cho nó hiệu quả nhất đối với từng danh mục của anh chị nha. Rồi, hẹn gặp anh chị trong phiên giao dịch ngày mai và chúc anh chị có một buổi tối an lành bên gia đình người thân của mình nha. Rồi, chào tạm biệt anh chị. Anh chị xem video nhớ nhấn giúp em một cái lượt like, một lượt đăng ký cho video ngày hôm nay.